ở nhà xem quỷ diệt chi nhận đoán đao thôn thiên lâm giật, đang nhìn thấy thượng huyền tứ ngũ bị nhân vật chính đoàn hành hung, kết cục truyện tranh cũng là rơi vào kết cục bị chém đầu. Vì vậy hắn lên tiếng trào phúng một phen, kết quả liền xuyên qua thành thượng huyền chi tứ bán thiên cẩu, trước mắt chính trực quỷ vương vô thảm triệu tập thượng huyền hội nghị, biết mình sắp lạnh lâm giật, lúc này kích hoạt hệ thống. Chương 1 Xuyên qua trở thành nửa ngày cẩu bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Lên dây cung hội nghị bên trên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Lên dây cung hội nghị bên trong Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Lên dây cung hội nghị phía dưới bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Rèn đau thôn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Quỷ mở cửa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Đem đầu đưa tới nhường ngươi chặt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Hỷ nộ ái ố Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Hư hỏng phân thân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Hà trụ Tokitao Muichirio Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét